is bigger than Summerfest. Living things that not only make you money, but the human things may not go. Nếu quý vị đã từng xem một phim Chuck and Larry hoặc là cuốn cuối cùng của những bạn yêu thích những hình chính trong đó Adam Sandler thì quý vị đang cùng một hội với cô gái trẻ 22 tuổi xinh đẹp đến từ Philippines. Cố hỗn cho rằng anh chàng diễn viên Adam Sandler không chỉ rất vui tính và phải hài hước đó, không được bộc lộ một cách rất tự nhiên. Hy vọng nó